Enforcer là tổ hợp tên lửa hạng nhẹ do tập đoàn MBDA Missile System chế tạo riêng cho bộ binh và lực lượng đặc biệt của Đức. Theo MBDA, Enforcer sử dụng tên lửa dẫn đường có trọng lượng dưới 7 kg, tổng trọng lượng của tên lửa và ống phóng chưa đến 9 kg. Vũ khí này có thể phóng từ trên vai và tấn công các mục tiêu trong phạm vi từ 1 đến 2 km. Enforcer sở hữu khả năng vượt trội hơn các hệ thống vũ khí bộ binh hiện có nhờ được trang bị tính năng khóa trước khi phóng. Nó cũng có hiệu quả chống lại các mục tiêu ẩn nhờ khả năng nổi trên không. Enforcer còn có thể thực hiện các nhiệm vụ trong không gian kín cả ngày lẫn đêm. Nó mang đầu đạn đa tác dụng nên có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau với độ chính xác cao. Tên lửa sử dụng cho tổ hợp Enforcer được trang bị đầu phóng quang điện tử kết hợp với các kênh ảnh nhiệt, hoạt động theo nguyên tắc bắn và quên. Thiết bị cảm biến đảm bảo đánh bại các mục tiêu cố định và di động. MBDA đã công bố Enforcer còn có khả năng tiêu diệt nhân lực và các loại vũ khí không có lớp bảo vệ hoặc được bọc thép nhẹ. Năm 2019, MBDA đã phát triển biến thể trên không của tổ hợp có tên gọi là Enforcer Air. Enforcer Air được thiết kế để sử dụng trên máy bay trực thăng hạng nhẹ và máy bay không người lái. Tổ hợp này bao gồm một cột tháp đặc biệt với giá đỡ, cũng như các khối thiết bị ngắm và thiết bị điều khiển riêng biệt. Biến thể này chủ yếu được sử dụng trong nước. Theo kế hoạch, tổ hợp tên lửa MBDA Enforcer sẽ được biên chế cho các đơn vị chiến đấu của quân đội Đức vào năm 2024.